thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Chiều 4 tháng 10, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.020 ca mắc COVID-19, tăng 224 ca so với ngày trước đó. Hiện có 57 bệnh nhân đang thở oxy và 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.482.334 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người, có 116.038 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm 805 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.593.986 ca. Ngoài ra, hiện có 57 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 45 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 7 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, ngày 3 tháng 10, có 2 ca tử vong tại Bến Tre và Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến nay là 43.151 ca, chiếm 0,4% tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 230. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138 trên 230 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Số tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 260.228.227 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.510.492 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.976.967 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.740.768 liều.